Theo thống kê từ năm 2020 đến nay, đã có 149 vụ xảy ra tại các khu chung cư, khu đô thị mới tại Hà Nội. Từ cướp tài sản, cờ bạc, hoạt động tín dụng đen, song chiếm phần lớn vẫn là biến chung cư trở thành nơi ăn chơi thác loạn, tụ tập bay lắc. Nhiều tòa mới xây dựng xong, đấy, số cư dân đến ở là còn ít, mà đối tượng có thể là lợi dụng họ qua lại ở đó và đến thăm mọi người bằng cái phương pháp là người thân, thì để mà họ tiếp cận và đột nhập vào nhà đấy, như một người khách bình thường thì cái lực lượng chức năng ở đó thì cũng rất là khó phát hiện. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sự quản lý chặt chẽ tại các tòa chung cư cao cấp, như thẻ cư dân ra vào phải sử dụng vân tay hoặc quẹt thẻ. Đặc biệt là sự quản lý nghiêm ngặt của bảo vệ tòa nhà để ẩn náu hoạt động phạm tội. Song tại các chung cư cũ hiện nay, yếu tố khiến tội phạm lợi dụng chính là hệ thống camera giám sát. Nhiều khu chung cư chỉ lắp đặt camera tại vị trí thang máy, còn những vị trí khác lại chưa được lắp đặt, hoặc có lắp nhưng lại hư hỏng, chưa được thay thế kịp thời. Chính vì vậy, tình trạng trộm cắp tài sản tại các tòa nhà này đang ngày càng gia tăng. Đấy là những cái chỗ mà lực lượng công an càng phải có cái sự quan tâm. Đấy, để làm sao đấy để mà cũng cùng với các cái lực lượng thế rồi là các cái ban ngành đoàn thể để phối kết hợp vào. Để sau đấy để phối hợp để đảm bảo cái tình hình. Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu tại các khu chung cư, khu đô thị mới. Trong đó, chú trọng triển khai ứng dụng công nghệ quét mã QR tại các tòa nhà để kiểm soát chặt chẽ người ra vào.